tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 7. Nhắc lại năm 1923, nay mới thấy đó là một năm định mạng về số phận của mình. Chúng tôi là học sinh trường Sasalup Luba. Những năm 1919 đến năm 1923, hai anh Hồ Văn Nhà và Trần Văn Thạch đều cùng học với chúng tôi trong 3 năm đầu, từ 1919 đến 1922. Nhưng hai anh này có năng khiếu hơn nhiều. Cuối năm 1922 đều thi đậu Brevet Elementaire, nên năm 1923 được nhảy lớp học năm nhất ban tú tài bản xứ. Tuy vẫn còn ăn chung một phòng, ngủ chung một lầu và cùng chơi một sân trường như nhau, cứ đáo lệ cuối mỗi năm, trường này có tổ chức hai kỳ thi ra trường để phát cấp bằng mãn học thành tài. Và lúc ấy chỉ có học sinh trường Ta Be dự thi, gọi là Candida Libre. Tôi dịch cho dễ hiểu là học sinh trường tư. Còn Cần Thơ và các tỉnh lớn khác chưa có trường trung học. Hai khóa thi là: một, khóa thi dành cho học sinh quốc tịch Pháp và Nam cùng thi, lấy bằng Brevet Elementaire, văn bằng cấp sơ đẳng. Nữa ra làm thầy giáo dạy tiểu học. Nhưng đặc biệt là cho đến năm 1922, có bằng này ăn lương cao hơn giáo viên đậu diplôm. Giáo diplôm lãnh 60 bạc, giáo có Brevet 80. Tuy cả hai cùng học một chương trình, nhưng đề thi Brevet có phần gắt hơn và thiên về pháp văn nhiều hơn. Từ năm 1923 về sau, sửa đổi lại và có hai văn bằng một lượt cũng vẫn lãnh lương lối 60 bạc mà thôi. Vì kể từ năm 1923, học sinh đã đông hơn trước và nhà nhà đua nhau cho con đi học chữ Tây, chứ không tránh né gượng gạo như thuở trước đệ nhất thế chiến Âu Châu năm 1914-1918. Năm 1922, mãn năm đệ tam, tôi thi thử Brevet Elementaire khóa ngày 6 tháng 1 1922. Thầy bói danh tiếng Vi Kỉnh Trang ăn 5 cắt bạc tiền quẻ đoán tôi năm ấy thi hai khoa thì đậu một. Nhưng tôi đã có đầu óc cãi thầy, nên tôi bỏ thi diplôm cho thầy bói Chợ Lớn này nói trật chơi. Việc ấy nên hay hư, tôi xin miễn trả lời. Đến khóa 18 tháng 6 1923, thi đậu Brevet Elementaire cùng một lượt với các anh và chị khác. Ngày nay nếu chưa xuống lỗ thì cũng đã làm ông nội ông ngoại, con cháu đùm đền. Về Trần Văn Giàu có tên trong bản danh sách sĩ tử thi đậu diplôm năm 1923 là không phải tác giả giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Anh này lúc học chung với tôi nơi trường tỉnh ở Sóc Trăng vẫn tên là Châu Văn Đặng. Anh nhỏ tuổi hơn hết và học sáng hơn ai. Gia đình anh thật đáng thương, vì cha vẫn nấu bếp cho một ông trạng sư Việt có vợ Pháp là ông Đoàn Vĩnh Thuận. Chính ông Thuận xuất tiền cho Đặng ăn học vì Đặng có danh học giỏi. Không may là Đặng không có khai sanh, khiến cho đến ngày nạp đơn xin thi tiểu học, trong khi gấp rút túng quá, Đặng tìm ra một khai sanh nạp cho đốc học trường rồi thi đậu, được tuyển học nơi trường trung học Sasalup. Nhưng không hiểu vì sao năm học ấy học sinh trường này đều bị đưa qua học trường sở cọp, École Normale, gần sở thú. Học đủ 4 năm, khi thi ra trường Đặng thi đỗ đủ hai bằng Brevet Elementaire và Diplôme, nhưng chờ mãi không được bổ nhiệm làm giáo viên. Đặng tức khí đi thi khóa tuyển thơ ký sở ngân khố. Đặng thi đậu nữa và các bạn hữu tốt số đều được gọi tên cho sở làm, duy Đặng vẫn không được gọi. Tức lòng Đặng kêu nài, khi ấy mới biết vì trùng tên với ông khét tiếng tác giả bộ sách giai cấp công nhân Việt Nam là ông Trần Văn Giàu. Con nhà hàng di trông mong thi đậu có chỗ làm giúp đỡ cha mẹ. Không ngờ vì chính phủ thời đó ngu lối, khiến cho một học trò tốt là anh Châu Văn Đặng ức lòng đi theo Lâm Hiệp Châu làm cách mạng, rồi từ ấy mất tích luôn. Những anh em đã đậu kỳ thi viết nhưng qua hạch miệng bị đánh rớt thiệt là rủi ro,
Vì thời buổi ấy không có lệ cho đậu vớt mà cũng không ai dám kêu nài. Thiệt là tay nó quay quá. Nhưng không cần bằng cấp, nhiều người đã thành danh còn rõ ràng hơn người thi đỗ, như bạn cũ Bùi Hữu Tung. Ông Đốc Mai thấy tên lạ, hỏi Tung nghĩa là gì. Đáp: Tung vét ve Tung Tung. Bị ông Đốc Mai quở và cắt nghĩa Tung là Tung Hoành. Quả thiệt Tung nhớ mãi, về sau sanh con đặt tên là Bùi Hữu Hoành để nhớ thầy. Nhưng Tung là con người quá quắt, vì vốn dân Vĩnh Hội Sài Gòn nên dám trêu ông Đốc M. Một hôm anh ta lén lấy tấm danh thiếp của ông đề sẵn Nguyễn Văn Mai. Anh ta viết tay thêm mấy hàng này dưới hàng chữ in: Marsan de dây luộc, dây chạc, ép de nước mắm hòn, Mai Song Quỳnh Mỹ, Ru Amiron Cube à Chợ Mới, Sài Gòn. Ông M bắt được tấm thiệp, giận đòi đuổi. Tung năn nỉ, ông rung lên rồi cũng bỏ qua, vì đó là sự thật. Tung biết rõ vì là người hàng xóm, con một ông quan sở thuế thương chánh xóm nhà Rồng. Tình thầy trò lớp xưa, nghiêm thì có mà ác thì không. Và học trò buổi nào cũng ưa phá thầy để xứng danh đứng hàng thứ ba, chỉ thua ma và quỷ. Mãn cà kê mà suýt lạc đề. Từ khi thi đậu, anh em chia tay về nhà kỳ bãi trường năm chót 1923. Những anh tương đắc và giỏi về môn toán như Trương Đăng Khoa, Trần Quang Di, Trần Văn Của đều lựa và xin học trường Tạo Tác Hà Nội để trở nên sau này kỹ sư có thực tài. Người làm thầu khoán như Khoa, người lên tới tổng trưởng công chánh như Của, nhưng khí phách nhất có lẽ là Viên. Về già không làm gì hết, đi đâu chỉ xách cây dù vải đen, xe dịch đó đây, Rồng xe lam xe buýt, an phận thủ thường và cứng cỏi như lúc còn học trong trường không khác. Đến như anh Nguyễn Văn Thơ và Đinh Căn Nguyên, vốn sở trường pháp văn nên chọn trường Cao Đẳng Sư Phạm, về sau đều là nhà mô phạm đủ chân tài. Riêng anh Nguyễn Văn Chi, người tỉnh Tân An, đáng được ghi một điểm son lớn. Anh lựa trường Canh Nông, về sau làm đến giám đốc sở Thủy Lâm, và vẻ đặc sắc của anh là anh khéo dạy con. Tài sách vali chia tay nơi cổng trường, các anh hỏi tôi đã lựa trường nào chưa. Tôi lắc đầu nói chỉ ham học trường đời, đã muốn vợ quá, ra học ngoài ấy không khéo cứng đầu bị đuổi chẳng là thêm lỡ làng công danh. Cũng không muộn đâu, tôi nói, các anh cứ đi đi, sau này chúng mình sẽ gặp. Bãi trường về nhà ở Sóc Trăng, nghỉ chưa thấy khỏe, kế hay tin ngày 1 tháng 8 năm 1923 có mở khoa thi tuyển 15 thơ ký chánh phủ. Tôi xin dự và đến ngày mai thời đậu vào số 3. Hai anh đậu trên là các anh Lê Văn Quý số 1 và Nguyễn Ngọc Thạch số 2, vốn học lớp tú tài bản xứ nên tôi không làm lại. Anh Lê Văn Quý được bổ vào tổ bố gia đình, sướng một cửa vì vừa gần Sài Gòn vừa là ở tỉnh, mặc sức học thêm nơi thơ viện Đô Thành và nơi sở làm. Anh Nguyễn Ngọc Thạch được sai xuống làm lãnh viện nơi tòa bố tỉnh Trà Vinh, là xứ giàu lúa gạo nên mặc sức tẩm bổ. Nhưng không hiểu vì duyên cớ nào hoặc có điều gì bất đắc chí, ít năm sau anh Thạch xin nghỉ việc. Và tôi đã gặp anh mấy năm gần đây, nghiễm nhiên là một đại doanh thương tự chủ lấy mình, một chủ hiệu buôn máy ảnh và phim ảnh, xuất phát bạc muôn bạc triệu, sướng gấp mấy lần thân làm tôi mọi thơ ký thí sai. Riêng tôi trong ý mừng thầm, nay đậu số 3 ắt sẽ được chỗ tốt. Tôi ước ao nhất là được làm nơi dinh phó soái, được gần mặt trời, mau thăng chức. Thứ nhì là muốn làm ở dinh thượng thơ, chỗ bộ kinh tế ngày nay, là nơi từ thuở nào vẫn có phụ nữ trẻ đẹp lai vãng chạy ách phe hoặc khoe mình dẫn bóng. Lúc ấy mặc cho tôi tập hút thuốc phì phà, chứng diện bảnh bao, ăn chơi phỉ chí. Giải thích: Cabinet du Gouverneur là một tòa nhà được khởi công xây dựng vào năm 1885, hoàn thành năm 1890 theo thiết kế kiến trúc sư người Pháp Albrecht Pujols, với mục đích sử dụng làm bảo tàng thương mại để trưng bày sản phẩm Nam Kỳ. Tuy nhiên ngay sau khi xây xong, tòa nhà lại được phó tòa quyền Đông Dương Henry Eloy Danen năm 1850-1898 dùng làm tư dinh. Về sau tòa nhà được sử dụng hẳn làm dinh phó tòa quyền Đông Dương, hay còn gọi là dinh phó soái trước năm 1911. Dinh phó soái nay là viện bảo tàng, nằm trên một khu đất rộng gần 2 hecta, giới hạn bởi các con đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Thánh Tôn và Công Lý, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dinh thượng thơ
còn gọi là Bureau du Directeur de l'Intérieur, văn phòng giám đốc nội vụ, 1863-1891, hay văn phòng ban thư ký chính phủ Nam Kỳ, 1894-1945, dưới thời Pháp thuộc. Đây là tòa soạn báo quốc cử đầu tiên, cơ quan đầu não quản lý Nam Kỳ, thi hành các nghị định chính sách của chính phủ, chi thu tài chính cho các công sở, trả lương cho các công nhân viên, chi phí cho lễ hội di chuyển đi xa công tác, phát hành các công báo về các nghị định quyết định, lập bản báo cáo hàng năm chi thu tường trình cho thống đốc và hội đồng quản hạt. Tờ gia định báo báo quốc ngữ đầu tiên Việt Nam cũng được phân bố từ Dinh Thượng Thơ tới các tỉnh thành làng xã khắp lục tỉnh. Dinh Thượng Thơ được xây dựng năm 1865 đến năm 1891 và thường được gọi là Hôtel de Directeur de l'Intérieur, dinh giám đốc nội vụ. Trên bản đồ chi tiết trong trung tâm Sài Gòn cho thấy trước năm 1882, hình dáng tòa nhà rất khác với tòa nhà hiện nay. Ngân sách chính phủ vào năm 1881 cho biết Dinh Thượng Thơ được chính phủ trợ cấp tiền bảo trì và thắp sáng trước khi đại trùng tu vào năm 1882. Bản đồ vị trí các công sở ở trung tâm Sài Gòn cho thấy tòa nhà Dinh Thượng Thơ ở góc đường Rue Catina, sau này là Tự Do, nay là Đồng Khởi, và Rue de la Grandrière, sau này là Gia Long, nay là Lý Tự Trọng. Dinh Thượng Thơ thời Việt Nam Cộng Hòa được sử dụng làm văn phòng Bộ Kinh tế. Hết giải thích. Cái mừng thứ ba là được đổi đi lục tỉnh, làm việc nơi tòa bố, nay gọi là tòa hành chánh. Vừa dễ kiếm vợ giàu, vợ đẹp, vừa dễ kiếm chát, tiền lì xì, nói quịch tẹt là tiền hối lộ. Vì thú thật, lúc nhỏ sơ lâm, tôi chỉ muốn hư, muốn được y như các đàn anh đã vạch đường đi trước. Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò, sớm vác ô đi, chiều vác về, ăn chơi cho sướng, miễn có tiền trong túi xài hoài còn hoài. Mặc cho đời vì nước đã lọt vào tay thằng Tây, đâu còn gì là hy vọng đoạt lại. Thân làm công chức như hộp cát sông Hằng, thôi thì cứ hiểu như quan niệm từ sửa từ xưa để lại. Chữ bổng đi kèm chữ lộc, lộc là lộc trời cho, ai giỏi lượm thì nó lòng, đáng nó cho thì cứ lấy. Và lại ăn của hối một đồng mà làm xong việc đỡ cho anh nhà quê biết mấy. Giấy tờ ký tên xong, xách dù đi về nhà, còn hơn công chức làm mai thanh khí mà bất chân chờ đợi ba bữa, nào tiền phòng ngủ, tiền ăn xài, biết đâu chừng xa vào ổ nhện bị điếm lây bệnh đem về bao hại vợ con, cái hại bằng 10 bằng 100. Miễn đừng như cá xà cá mập ăn bám thật nhiều mới đúng là tham nhũng, chứ mấy đời lầm tông cá chốt rút tỉa thứ dư thừa của thiên hạ, nào thấy chết ai. Nhưng số tôi như nay cho thấy, lòng muốn hư mà trời chẳng cho hư, bởi còn trong sạch nên mới mạnh miệng nói đùa. Chớ thú thật, hơn nửa đời người ý muốn làm đĩ, ngặt nỗi xấu mà đòi mắc quá, nên không ai thèm kêu đi khách, còn trinh vì bởi dạ xoa. Tôi lúc ra trường không khác chi chị bê rết trong bài ngụ ngôn: đầu đội hũ sữa mà lòng say mộng đằng dương, thi đậu trong mau bổ nhiệm chỗ khá khá mà kiếm chát. Té ra mấy anh kia hoặc nhờ thời vận đỏ, hoặc nhờ khôn khéo có cha chú chỉ đường và giỏi nghề chạy chọt, nên đều được chỗ xứng ý vừa lòng. Đến phiên tôi, còn sót lại hai chỗ đúng là cục xương khô bỏ xuống đất chó không thèm gặm. Chỗ thứ nhất là thơ ký khấm lớn Sài Gòn. Lúc ấy lẽ đáng chỗ này về tôi, vì trên phòng nhân ti thúc tôi kiếp nạp khai sanh để tiện bổ nhiệm. Tôi có chút linh tánh, dục quẩn cầu mưu, trên kia đợi không được nên làm giấy bổ anh đậu số 4 trám chỗ đó. Và vì vậy anh Nguyễn Văn Lạc thế tôi vào làm thơ ký cho lão Agostini, chúa ngục xếp khám lớn. Tưởng đã thoát nạn, ngờ đâu còn cái bẫy số 2, ai biết đâu mà tránh. Cũng cứng nhắc chai khô không kém, tuy danh gọi ít ghê tởm hơn, đó là thơ ký trường máy đường Đỗ Hữu Dị, nay là trường trung học cơ khí đường Quỳnh Thúc Kháng. Tôi hờ cơ hay là tới số, xin sao lục được tờ khai sanh đem nạp, về nhà chờ cho cá ăn câu. Té ra cá ngon đâu không thấy, đến chuyện giấy bổ nhiệm đến tay mở ra đọc, tá quả tâm tinh. Giải thích: trường máy đường Đỗ Hữu Dị hay trường trung học cơ khí đường Quỳnh Thúc Kháng, nay là trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, nằm trên đường Quỳnh Thúc Kháng, quận nhất. Hết giải thích.
Trời đất ôi, còn gì là cái mộng đẹp được làm sở tốt để học khôn học khéo, nửa thông thạo nghề hành chánh, về sau thi đậu lên ngạch cao cấp, ông huyện, ông phủ, ăn trên ngồi chốc. Thôi rồi cái mơ ước ăn giận bảnh tẻn, mặc áo u e cổ thắt dây cà rau quách, hỉnh mũi lên mặt với chị em. Trước khi vào nhận việc ngày 27 tháng 8 1923, tôi cẩn thận chạy hỏi thăm các thầy làm việc nơi sở, thì các ông căn dặn muốn vô làm được lâu dài thì phải nhập gia tùy tục, phải làm gương cho học trò bắt chước, tất nhiên phải bỏ hết cơm lê cà vạt, phải ăn mặc khiêm tốn như dân thợ, áo bành tô bằng bố trắng cổ cao che kín ngực, và không bao giờ nên mặc áo tha ngực, thắt nơ đen đỏ hay cà vạt nhiều màu. Như vậy có chán chưa? Nhưng biết làm sao chạy chối vì đã quá trễ. Mùa xuống tàu đi học Hà Nội đã qua từ lâu, uổng tiếc đã muộn cái công ăn học 4 năm, đổ được 3 bằng trong mấy tháng. Khi vô lãnh việc lại càng thêm buồn bã. Chân ướt chân ráo chưa chi, ông chủ trường là quan năm kỹ sư Roxen lại chê tôi 19 tuổi là quá bé thơ, chưa biết gì, e không kham trọng trách. Sao nhờ trên phòng nhân ti trả lời rằng tôi đậu số cao và hiện không có nhân viên trọng tuổi, ông mới bằng lòng thâu nhận. Vì buổi đầu tiên vừa bắt tay vào việc là có cái nhạt cái chớp đó, nên tôi sanh ngã lòng, và cái tật bất mãn ưa cự nữ lại càng có cớ để bộc phát thêm. Nói chí miệng và có người đồng thời còn sống làm chứng, tôi ngã lòng thối chí cũng phải. Vì ai đời có bao nhiêu sở học thâu thập bấy lâu, khi vào làm nơi trường mái này đều không dùng đến. Hằng ngày phận sự của tôi là làm cầm măng, mua vật liệu do anh Năm Dĩ, nay còn Mạnh, và hiện nghe đâu ở miệt Châu Thới Biên Hòa. Anh ở dưới xưởng thấy thiếu thốn món gì thì lên bureau nói cho là viết mua, mà cơ khổ, chứ chỉ anh đọc cho viết toàn những danh từ tao nhã êm tai, từng nghe từng học ở trường thì cũng còn khuây lãng làm vui. Đằng này, từ đầu năm đến cuối năm đều gặp những tiếng, nào là bù lon, lông đền, nào culap, manigwen, nhất là những danh từ hóc búa không có dạy trong trường sách lưu, tức sát sinh lấp. Và nay ra đời tôi dám chắc, trừ trường mái này, chỗ khác chưa bao giờ thấy mặt chữ. Tí dụ như làm cầm măng mua gấp 15 cái sơ mi bằng đồng, hỏi ra không phải để phát cho học trò mà lót mồ hôi, nhưng đích thị đó là một bộ phận trong mái tàu, và phải viết thơ gửi kiểu đặt làm riêng nơi xưởng Ba Son mới thạo chế tác. Một hôm đến phiên tôi trực gác bureau ngày Chủ nhật, cố nhiên không có ai rành nghề phụ giúp, bỗng có một anh shipper dinh thống đốc hớt hơ hớt hải chạy đâm sầm lên yêu cầu tôi nói với ông chủ trường rằng phải mua tức tốc để thay cho kịp, đưa ra quan sói Vũng Tàu cho đúng buổi ăn trưa vì xe của anh đã hư. Cái đầu thầy chùa đã gãy. Tôi bối rối không biết dịch ra tiếng gì cho đúng. Tôi nói dần quay tiếng Pháp, có tiếng là TT de Bonzé. Thế mà ông Rosel cười và hiểu ngay đó là TT de Bien, tức là đầu cây chuyền sức vận động cho bộ máy. Tôi vừa mắc cỡ vừa tức tối, vì học chưa tới nơi tới chốn, dốt ngay đuôi. Một kỳ nữa bối rối cũng không nhỏ, lại cũng nhầm một ngày trực. Những người có kinh nghiệm và thành thạo đều nghỉ xa hơi, riêng tôi vô ngồi bureau canh telephone và ngủ gục. Có anh cai chụm lửa tàu đánh lộn thua nên lên mét: tôi ở dưới túi đùm, nó ăn hiếp rồi đánh tôi sặc máu mũi. Tôi chưa hiểu túi đùm là gì, dịch tỉnh bơ in deep túi đùm. Thế mà ông chủ tây lại giỏi tiếng Việt hơn tôi, tủm tỉm cười và cắt nghĩa đó là tu đít đùm bre, cái ống thông hơi dẫn gió làm cho máy dưới hầm tàu. Nếu cứ cái đài này mãi thì chữ Tây tôi sẽ quên hết và nổi cơn điên được quá. Nhưng cũng từ đó tôi thấy bớt tánh tự kiêu, ỷ giỏi. Mình nghĩ một mình lại tức cười thầm, không biết ai khéo đặt chữ thơ ký thí sai để dịch chữ Pháp Secretaire stays there. Thật là thí sai, sai thí. Ngày nay dịch thư ký tập sự tuy sát nghĩa nhưng không khôi hài bằng. Khi giận tự cho mình là thằng cạo giấy, nhưng thấm mật về lâu là hai chữ thí sai, đúng là ăn cơm nhà, mặc áo mẹ, sanh ra để cho người đời sai thí. Tuy làm thơ ký ở khám lớn và ở trường máy là hai chỗ bạc bẽo, nhưng được an ủi là mau thăng chức. Chúng tôi ở trong cảnh thơ ký tập sự đúng một năm, thì có giấy chạy cho hay được lên thơ ký thiệt thọ hạng 6, cùng một lúc với các bạn sau đây, và cùng một chỉ dụ ghi lại dưới đây làm kỷ niệm.
Tương lai về sau cho biết trong số 8 thơ ký kể trên, riêng anh Lê Văn Quý, tôi mất dấu không rõ anh đi về đâu. Duy về anh Nguyễn Ngọc Thạch, anh sớm rút lui trong hàng công chức và trở nên một nhà kinh doanh có hạn, thành công trong giới thương trường. Về anh Nguyễn Nhân Mới, bạn học 4 năm trường Sách Lu, anh vốn người vạm vỡ mập tròn, nhưng không hiểu vì sao lại mất sớm trước năm đảo chánh 1945, làm chúng tôi mất một anh bạn hay cười hay diễu, trong lớp thường gọi Mới Cũ Nấn. Đến nay cũng chưa biết danh từ này nghĩa là gì. Cái anh Trần Chí Lâu mới là cẩn thận nhất. Đi thi thơ ký, anh tạm trọ chung phòng với tôi tại nhà ngủ Lục Đỉnh Khách Lầu. Có một cô ăn sương cựu học sinh trường Áo Tím ghẹo anh mà anh không dám trả lời. Nay có giấy làm thiệt thọ thơ ký rồi, anh bèn xin đi học thêm nơi trường Cao Đẳng Thú Y ngoài Hà Nội. Thành tài rồi trở về làm công chức suốt 30 năm vô sự, và nay tiếp tục mở phòng thú y tư, an nhàn không tai tiếng, trong trần gian ai dễ biết ai. Anh Lâm Văn Thọ đã từ trần, và anh Trần Văn Chi về sau cả hai đậu huyện rồi lên đến đốc phủ sứ, con đường công danh đi đến đó đã là mãn nguyện. Trong hạng anh em từng nhai gạo lứt, ăn mỗi buổi sáng một hộp vịt dầm nước mắm ngang của tên Phí Cu Lại ở Sách Lu, và công đậu một khóa thư ký có anh Nguyễn Văn Lạc và tôi. Khác đôi chút với các bạn đồng song, vừa lận đận vừa tầm thường, để xứng danh là những tên công bộc tầm thường, vô thưởng vô phạt, nếu không nói là vô danh tiểu tốt. Anh Lạc về Gò Công tiếp tục làm thơ ký, hay nói chí đáng về già, lên lão làm thông phán, secrétaire principal, và mất âm thầm với chức khiêm tốn, ông phán Lạc và tòa bố. Tôi nghe nói lại lúc làm ở Khám Lớn, anh với ông Phủ Hiệu là hai người trong sạch thường giúp đỡ những người vô phúc lạc vào dòng lao lý. Khi lưu về xứ sở, anh Lạc làm bạn với gia trai và chết vì bệnh rượu. Tôi kết luận là khi một ai giữ được tinh khiết không ăn của hối, thì người đi lo dụ dỗ qua đường xôi thịt tiệc tùng ăn uống. Và anh Lạc chết vì sạch với tiền mà nhiễm độc vì mặt ten whisky, tức là vì tánh ham nhậu nhẹt. Sở dĩ tôi mỉa mai anh Lạc là vì thương tiếc một bạn từng chia ngọt sẻ bùi, một bạn đồng bệnh. Anh đã chết và tôi bị phạt suốt đời cử mạng, còn gấp mấy lần cay nghiệt hơn lúc cùng nhau la ve cũ kiệu quán Trạch Quy Chợ Mới năm xưa, muốn uống nữa mà trong túi đã cạn tiền. Tôi cười anh Lạc mà có gì hơn anh Lạc. Tôi đậu rất sớm khoa kiến thức phổ thông, đậu năm 1927, vừa được 4 năm thơ ký, là khoa thi mở đường khi lấy chức huyện. Sau khi đổ kỳ thi chuyên nghiệp 7 lần đều rớt đủ 7 lần, sẽ nói sau. Và năm 1943 tôi xin về hưu tỷ lệ, qua năm 1947 lại trở ra trồng cổ cái gông công chức trưng dụng công nhật. Năm 1963 được công du 2 tháng ở Pháp và 15 ngày ở Hồng Kông, Đài Bắc và Nhật Bản. Thiệt cũng học hỏi thêm nhiều và phấn nước vẽ mày đôi chút. Nhưng học nhiều làm chi, khi năm 1964 bị lão Râu Sệ Khánh và Râu Thép Kỳ cho về hưu thiệt thọ và bắt giao việc cho người mới. Ngày 11 tháng 9 năm 1964, 17 năm làm việc tại Viện Bảo tàng, không cho truy lãnh vào phần hưu bổng cái chức giám đốc hay quản thủ Viện Bảo tàng vốn là chức lậu, cái danh giảng viên trường đại học vốn là danh hảo, chung quy cái chức không ai tranh giành của tôi đúng là một phán già. Khác gì anh Lạc? Nay xin khai thiệt, cái câu hãm rượu trong một tiệc năm 1930 nói trong tập Hoa Trái Mùa của ông Trần Văn Tấn, xuất bản năm 1940 trang 21, lầu cao leo mới một tầng, ông huyện nửa chừng xem thấy mà thương, đích thị là ám chỉ hai tôi, ông Mai Thọ Truyền và kẻ này. Lúc ấy đều có nửa miếng vật lưng. Ông Mai tốt phước, sao làm đủ bộ về lên đến tột bực La Phong. Tôi mãi lé đé trèo lên tụt xuống và thơ ký vẫn hoàn thơ ký. Hư hay không, một mình tôi biết. Nhưng mãi than gian rên xiết chỉ làm chúng ghét. Xin trở lại những gì thiết thực hơn. Năm 1924, khi được bổ nhiệm thực thụ thơ ký hạng 6, thế là tôi khỏi sợ bị sa thải vô lý do. Và tôi càng buông lung thả rong chơi dạo phố hơn là cặm cụi ngồi bureau làm việc đúng giờ. Và cái việc đến trễ về sớm của tôi đã quá hiển nhiên đến các chủ tay đều nhắm mắt giả đò không hay biết. Duy công việc và phận sự của tôi đều sòng phẳng, không khi nào bê trễ. Thêm tánh tôi ngay thẳng, không ăn hối lộ, nên ông Rosen mến chuộng như con cái nhà ông, để mặc tôi tự tung tự tác.
Các đầu phòng và sếp xưởng thấy vậy cũng làm ngơ luôn. Ông Rosen sợ nếu rầy quở tôi sẽ xin đi chỗ khác. Mất đi một thơ ký có vẻ thiệt thà, mà cơ khổ ông có biết đâu tại trường máy mà làm gì ăn hối lộ được với cầm măng đồ sắt, hàng tay và gara cũng tay. Còn về củi chùm tàu, mua mỗi tháng cả mấy chục ngàn và săn nhớt thì đã có anh cặp rằng ăn hớt trước tôi rồi. Đến như những việc khác, mua này mua nọ đều giao thiệp với bọn Tây mà tham nhũng sao vô. Lúc ấy xăng chỉ có hai cắt ngoài một lít, và ông phó chức là giám thị chánh tên là Bavier, mỗi tháng bỏ túi mấy trăm bạc, tiền bán thùng thiết không xài và biên vào sổ dưới chương mục đồ phế thải, bán lấy tiền chi tiêu vặt vãnh. Anh cai lính thủy tên là Lao lên trường dạy thể dục cho học trò, tiền xê dịch lộ phí mỗi ngày từ trại lính thủy nơi mé sông lên trường định là hai cắt bạc. Anh làm măng đa lãnh răng rắc 6 đồng cho tháng 30 ngày và 6 đồng 2 cho các tháng 31 ngày. Đến 3 năm sau, Bộ Thanh tra Tài chánh bên Pháp mới gỡ hồ sơ và thơ khiển trách đòi anh cai phải trả 4 cắt bạc tiền lãnh dư, và những việc ấy cũng không thấy bị khép vào tội hà lạm. Trong khi ấy, tôi lìa sở xách một tập hồ sơ nhỏ theo ra đường rong chơi cả buổi, lại có công là đi hỏi thăm giá cả để làm cầm măng khỏi bị sở kiểm duyệt ngân quỹ làm khó dễ. Ai dám nói là tôi lấy cớ rong chơi để vào nằm với chị em. Có một năm kia trên biên hòa bị lụt lớn, xe lửa chạy không được, tôi theo thầy Tư Xuân cùng làm một sở lên trên ở chơi hai ngày đã đời, rồi về cũng không nghe ai trách bỏ nhiệm sở trong giờ thừa hành phận sự. Ông Rosen ra lệnh biểu tôi thâu vét các số tiền ứng trước cho các tỉnh về việc sửa tàu sửa xe. Đã quá niên hạn, nay phải ghi vào ngân sách mới để rộng đường chi dụng. Danh từ chuyên môn gọi Resetes the Excess Clause. Tôi ngán quá không biết đó là gì. Tôi bèn chôm luôn hồ sơ vào ổ mối, một mặt lên thượng thơ tòa nhì, o bế xin đừng đòi hỏi về vụ này. Làm việc bê tha như vậy, thế mà cuối năm được thăng chức cũng như ai. Cũng năm 1924, ông thống đốc Connacht có tiếng là hách một cây, mua gà Mỹ về nuôi, chỉ thị cho trường làm chuồng. Tôi lãnh việc mua sắt chữ V và thiết cao bằng làm và lập chuồng. Năm ấy tôi được đặc biệt vinh thăng thơ ký hạng năm, vừa đúng 18 tháng công nghiệp. Mà xin đừng nói lớn, vì công nghiệp làm chuồng gà cho vinh phó soái. Từ năm 1924 tôi cưới vợ rồi ly dị với người này, ăn ở với nhau chưa nát chiếc chiếu tân hôn. Vừa đúng 9 tháng đưa nhau ra tòa xin ly dị, lỗi về người đàn bà theo mặt luật, mà đúng ra lỗi về người đàn ông ham mua sách và mê đọc sách đến quên người vợ trẻ nằm kế bên. Tiền hồ đám cưới được 600 bạc là một số tiền kết xù. Tiền ông nhạc cung cấp mỗi tháng không phải nhỏ, cộng với 60-70 bạc lương chi vèo trong mấy tháng. Kết quả tủ sách không còn chỗ để, mà ái tình đã nhẹ gót ra đi. Ai chịu nổi với thằng chồng hư như vậy, nàng có đọc cũng xin tha thứ. Thôi vợ rồi, tôi thấy căn phố quá rộng nên bán quách hết đồ đạc, một mình chở sách ra xin ở ăn cơm hàng tháng nơi nhà anh Chí là bạn học bên Nọt Manh. 15 đồng mỗi tháng, mà có khi đóng khi hụt, tiền trả lần hồi, nay nhắc lại mà thảm. Từ đó tôi càng quan đàn hơn trước. Ba tôi ở Sóc Trăng không buồn gửi thơ cho tôi nữa. Tôi tập hút thuốc lá, tập uống laser, tập đánh bài cắt tê, càng đàn đúng và tiêu quan hơn trước, vì tôi làm rất ra tiền và làm ra tiền rất lương thiện. Anh em cùng sở cùng nhà trọ đều lé mắt với tôi. Ngày nay tôi cân nặng trên 60 kg, thế mà thuở ấy cân nào tốt chỉ lên đến số 42 kg là cùng. Ấy là cân tại nhà thuốc, để luôn y phục bít tất và đôi giày vía sơ men da cứng. Nhưng kể về tiền bỏ túi thì tôi xài hời hợt vẫn còn dư, vì tôi ở độc thân, lãnh lương mỗi tháng trên 60 đồng. Thêm có tiền súp là tôi lãnh dạy ba ông Tây đậu sở, một ông thương tính cuộc tên Rigo, một ông kỹ sư tên A Tông và một ông nha y sĩ tên Broda. Mỗi ông trả tôi 20 bạc, dạy mỗi tuần 2 giờ, có thêm laser hoặc whisky thỉnh thoảng. Vì chi mỗi tháng tôi có 120 bạc, tương đương lương tri phủ hạng 3 chứ không chơi. Lúc ấy tôi học cũng dữ và mua sách cũng nhiều. Duy về ngón ăn chơi thì khét tiếng, mà thâm ý của tôi buông lung làm vậy là để cho ông Rosen chán chê mà cho tôi đổ đi chỗ khác. Mặt tình ăn diện hư hỏng, ngờ đâu ông cha già này gắt gao với người khác mà vẫn nhắm mắt để giữ chân tôi ở lại với ông nơi trường máy. Clark Lost Fay, Cái Chuông Rè của Nguyễn An Ninh,
trải chè bè trên bàn và đọc tài sở. Các anh em bạn đều tránh tôi như tránh bệnh hủi. Thế mà ông Rosen, có người học lại vẫn không nói gì. Ngày nay tôi nhớ lại càng thương ông thì đã muộn. Thét rồi tôi trở chứng càng làm già và trở nên khó thương không chỗ nói. Buổi ấy, mấy ông mấy thầy làm việc trong chánh phủ đều rất sợ bị tình nghi mình làm chánh trị. Nói theo đời đó là làm cách mạng, vì sợ bể nồi cơm, vợ nheo con đói. Trừ phi những người tương lai đã hỏng, hậu vận dẫu tốt nết cũng không ra gì, thì vẫn làm liều để chuộc tiếng gỡ gạt. Tôi không đứng trong hạng đó, nhưng tôi ít tuổi chưa biết sợ, cứ tưởng mình ăn hối lộ là được. Và tôi có chủ tâm làm nư để được thuyên chuyển đi chỗ khác, một tay một sách, chỗ nào cũng sướng hơn ở miết nơi trường máy lu mòn hết sở học bấy lâu. Nói cho đúng, tôi chỉ vì bất mãn nhỏ nhặt và có tật đánh liều bởi con cưng, và cũng chỉ vì xét suy nông cạn, cứ tưởng rằng hễ mình không làm đĩ thì sợ gì thiếu lính kiểm tục cóc nhái. Trong khi ấy, phần đông những người hưởng ứng hoặc tham gia những cuộc ủng hộ hội kính là quyên lén hay là nhúng tay thật sự về việc bạo động này nọ, dính dấp với cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh. Những người ấy đều là chủ điền có má mặt, nhà giàu có đầu óc tư chức, công chức, tuy ăn cơm tàu mà chẳng phục tàu. Bởi tức một điều gì khó nói ra cũng có, hoặc vì nhiệt tâm và thành thực yêu nước cũng có, mà vì háo danh tung giải tiền ra cho chúng làm chơi cũng có. Tôi biết gì về những người này? Tôi chơi với Hồ Văn Ngà và Trần Văn Thạch vì tình bạn đồng song cùng thầy tuy khác lớp suốt 3 năm đầu trường sách lưu năm 1919-1922. Xin giải thích, từ sách lưu tức là đọc trại bằng tiếng Việt, do tác giả viết phiên âm nguyên tiếng Việt, tức là trường sách lưu Luba. Hết giải thích. Tôi mến Ngà vì học giỏi hơn tôi và có tánh ngay thẳng. Sau khi ra trường, có một lần tôi gặp Ngà ngay quán sách Albert Fortin, nay là nhà sách Xuân Thu. Ngà cho tôi hay sắp sang Pháp học thêm. Tôi khen Ngà tốt số. Ngà đáp gọn bâng: tao đi với tiền bên vợ cho mà, sướng gì mấy. Còn Trần Văn Thạch, sau khi ra làm hội đồng thành phố, gặp tôi trên xe buýt, tôi bắt tay chào, Thạch cười: ê, bộ mày không sợ mất chức sao? Tôi trả lời: có cái mày sợ bắt tay tao rồi giơ tay mày à? Chứ tao không có sợ giống gì hết. Mày có gan làm chánh trị thì kệ mày. Tao có gan của tao là vẫn bắt tay một thằng bạn cũ, nếu mày không cho là đàn khác, chứ tình tao như cũ, biết chưa? Hai đứa cùng cười. Cũng như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùng, Nguyễn Văn Sâm, tôi đều có biết và từng tiếp xúc. Những ông này để tiếng nhắc đời, tôi chỉ hơn ở cái sống thừa, già mà chưa chết. Hôm nay ôm lại dĩ vãng vặt vãnh, viết lại những gì thuộc vật sử của mấy ông, góp chút tài liệu nhỏ cho những ai sau này muốn viết lại chánh sử hoặc muốn hiểu thêm một vài chi tiết thật mà chưa ai nói, thuộc về tiểu sử của mấy người gan lì dạ sắt đã đấu tranh không tiếc thân cho độc lập nước nhà, tưởng không đến nỗi là vô ích. Nhớ lại quy chế học nội trú trường Sasselup những năm 1919-1923, những năm này giá học nội trú trường thật là rẻ, so sánh với giá thu ngày nay nơi các trường tư Sài Gòn thật là một trời một vực. Trường chia ra hai khu phân biệt: một, khu dành cho nhóm học sinh dân Tây và ngoại tịch, chà già khách trú, gọi là Carter European. Học trò khi học phải mặc đồ Tây, đi giày, đồng phục khi ra khỏi trường là quần trắng, áo nỉ màu tím, có hai hàng nút mạ vàng, chạm chữ nổi CCL, tức là College Sasselup Luba. Nhưng học trò trường Ta Be châm biếm đọc là: xin thứ lỗi cho, tủ sách tinh hoa không thể đọc từ này. Trong khi ấy, học sinh trường thầy Dòng mặc sắc phục có thêu hai chữ IT, tức là Institution Ta Be. Chúng tôi nhào lại gọi học trò trường là Ỉa Trịnh. Ỉa Trịnh tuy không chua cay bằng nhưng cũng dớt dát bớt nhục. Và đây không phải là nói tục, kỳ thật là muốn ghi lại tâm lý nhóm học sinh bao giờ cũng liến thoắng và chỉ trích nhau một cách vô hại. Tiền học bổng hàng niên là 180 đồng trọn năm nội trú, hay là 90 đồng nếu ăn chỉ một buổi cơm trưa và tối được về nhà ở xa, gọi là demi-pension. Học nội trú phải sắm đủ y phục, thay đổi và dụng cụ cần thiết, trousseau,
đều có khắc chữ chặn tên, và khi vô trường giám thị xét thấy chưa đủ thì không cho nhập nội. Năm đệ nhất 1919-1920 gặp ông Ugo làm giám đốc. Ông người cao lớn, ưa gầm gừ như dữ tợn lắm. Kỳ trung ông dùng phương pháp bàn tay sắt bọc bao nhung. Trò nào phạm quy luật, ông đòi lên trong phòng, quạt máy chạy vù vù. Một cây gậy to tướng để trên bàn, nhưng đúng giờ thì cho xuống. Và học trò phạm lỗi ít khi thấy mặt ông, vì ông cố tình dọa cho khiếp mà không đánh đập. Chỉ một lần nọ ông đuổi vài anh vì phạm lỗi nặng, lén rình cửa sổ để ngắm dung nhan bà đốc. Năm đệ nhất này, ông tổng giám thị Nikolai vốn không có một bằng certificate, nhưng nói tiếng Tây giòn như bắp rang và chửi nghe rất sướng tai. Ông kiêm chức economy, quản lý xuất nạp, nhưng chúng tôi đặt tên riêng là thằng nấu cơm tháng, biệt danh là xích cu lại. Ông ta hà tiện đủ cách, cho ăn rất cực. Mỗi sáng điểm tâm 4 hộp dịch dầm nước mắm, ngang ăn chung 4 đứa làm một cà rê. Ngày nào cũng vậy, trừ ngày chủ nhật và ngày lễ, được mỗi đứa nửa chén cà phê đen và một khúc bánh mì độ nửa gang tay. Cơm trưa và tối 3 món, canh đục ngừ qua đũa mò không thấy cá tôm. Một đĩa thịt bò dai nhách như cao su, một tô thịt kho mở lên. Nhất là ít ngày, tái diễn món gan bò nấu garu. Xích cu lại dạy rằng ăn gan tẩm bổ, nhưng nó ngán và chỉ được cái rẻ tiền. Cơm nấu bằng chảo đụng, gạo lứt do ngay phong tên, trong vỏ tre cần xé và đạp bằng chân. Khi anh cu ly rút chén ra, tôi thấy những mục ghẻ cổ chân đỏ ao và sạch mất những mày ghẻ. Tôi thề không dám nói gian, vì bữa ấy mãn giờ ra chơi, tôi đã banh rồi khát nước, xách lon thiết xuống nhà bếp kiếm trà. Bỗng bắt tại trận anh gặp rằng cọc cạch lửa làm công việc ác ôn này. Giận hỏi anh tỉnh bơ, gạo cả cần xé do tay làm sao sạch, và cứ tin đi, ăn có chết ai đâu. Mà quả thật, suốt 4 năm ăn uống thế này, chúng tôi trở nên mập mạp hơn lúc ăn cơm trắng cá tươi của cha mẹ ở nhà. Và tuy dơ giấy, nhắm mắt mà ăn, vẫn không thấy truyền nhiễm. Xích cu lại làm tổng giám thị lãnh nấu cơm tháng nuôi học trò, nên mấy đứa học trò lười và thường bị phạt, vẫn cảm ơn và binh vực cho lão gian tham ấy. Vì mỗi lần lão xách sổ điểm danh học trò bị phạt ở lại ngày chủ nhật, lão sợ tốn cơm nên thường cho ra khỏi trường, khỏi bị cấm túc công sinh. Các giáo sư năm đệ nhất gồm có Pháp Văn Mote de Nabonne, sau xuống dạy Mỹ Tho, Tú Tài dạy không hay, có biệt danh là Thằng Cối vì ông ưa nhắc Nhĩ Hà mà ông gọi là Sông Cối, Sử Địa Y Tông gốc Ăn Lê nhập Pháp tịch. Ông nói tiếng nhỏ, thời ấy chưa có ống loa phóng thanh nên chúng tôi thưởng thụ lời ông dạy rất ít. Thay cho ông là giáo sư Bena lại còn tồi hơn. Vô lớp chỉ bắt học trò mua sẵn đường thẻ. Ông gọi sô-cô-la anamic và ông uống trà quế nhai hết cục đường rồi nói chuyện kháo chứ không dạy. Tới tháng lãnh lương. Việt Văn, ông Nguyễn Văn Mai lúc ấy đã già, mặc áo dài khăn đóng, đi giày mỏ vịt, đeo kính pince-nez. Ông ưa nói câu nửa Pháp nửa Việt. Suốt 4 năm, chúng tôi không lĩnh hội nhiều nhưng rất kính ông về phần đạo đức. Khoa học Min Merler, cử nhân khoa học, xấu mà ham diện. Thân gọi chị Mẹt. Trước chị Mẹt có ông Sonse, người Chà, nhưng nói tiếng Tây rất cừ. Về hai ông Bena và Sonse, tôi không chắc dạy năm đệ nhất hay đệ nhị. Các bạn cũ nếu đọc bài này xin đính chánh dùm. Toán và kỹ hà học, tức là hình học. Venturini, người Cox, biệt danh ống điếu vì ông hút điếu cối và phù dung, chuyên ép học cửu chương đến 20 x 20, miệng rất hôi. Vẽ, ông Nguyễn Văn Cứng, được cung kính vì ông là người Việt, khoa viết chữ khéo. Ecritur, ông Nam họ Cao Đình, luôn luôn áo dài đen, đầu chích khăn đồ rìu. Trò nào thiếu điểm lên nói với ông cho tột điểm vớt vát lại, khỏi bị cấm túc. Đội ơn thầy. Năm đệ nhị 1920-1912, thay vì AB nay đổi lại là XE, do ý ông đốc học vốn là đại tá chuyên khoa toán Pháp là ông Colonel Limandu, vì có cuộc xuống đường của chúng tôi nên ông bị thay thế, và ông Santinac từ Mỹ Tho lên làm đốc trường. Ông này người lục sủng, khi đứng gần ông giáo sư Burote cao 1 thước 9 thì ông đứng chưa tới vú. Ông Santinac có một tật, nay nhắc lại còn rùng mình nổi ốc, là mỗi lần ông ho thấy miệng ông nhai nhai mà không thấy ông khạc đờm nhớt ra, có lẽ ông đã phi tan vào bao tử.
tổng giám thị trào Limandu là Thomas, cử nhân toán, vì hối lộ bị đổi. Các giáo sư lớp đệ nhị này còn ảnh hưởng tai nạn trận giặc 1914-1918 nên thiếu người có thực tài, tuyển chọn không đồng đều, gồm có pháp văn ông Lallemand, người Bồng Bon tức Bourbonnais. Nhờ có chiến công nên được bổ làm giáo sư. Khi giảng về bài con rùa và anh đánh xe, ông nhắm híp mắt lại và nói: "Con ruồi làm như vậy, gì dịch dịch. Đến trường ông hỏi bài, không đứa nào cắt nghĩa cho xuôi. Bằng đứa nào theo ý ông nhái lại hệt là La Mouche Pet. Tưởng đặng điểm lớn, té ra ông cho ăn trứng vịt zero. Bắt lỗi sao dám nhạo thầy." Ông Lô Măng đổi đi, ông Louis lại thế. Ông này chuyên môn thấm nước miếng vuốt râu ngạch trê cho thật giống củ ấu. Đến phiên ông Dumont vô thế, dạy cũng không hơn gì. Cả ba đã hại chúng tôi mất một năm học pháp văn như ý muốn. Thầy không đủ khả năng, hại học trò không tiến bộ là một tội. Sử địa, ông Bonavurote, cử nhân văn chương. Khỏi nói ông này dạy về môn này thì không ai giỏi hơn. Học trò rất mến nhưng sợ ông như sợ cọp. Tánh ông nóng như lửa, trả lời hay ông cho tột điểm 9-10. Nói thêm một câu thất lật ông sửa liền thành học dịch to tướng. Học sinh tay bè vô thì ông hỏi đứa nào không đáp được, ông dai qua hỏi ông thầy dòng ngồi nghe. Báo hại các sư huynh mặc áo dài đen bỏ phòng khảo thí chạy có cờ. Khoa học cũng chỉ mẹt như cũ, sau lấy chồng trở nên bà Saint Marty. Toán pháp ông Boulet, Brevet Superior nhưng dư sức dạy. Ông tánh nóng, mỗi lần học trò không trả lời được, ông ôm đầu bứt óc. Có một lần giờ dạy kỹ hạ, ông đưa lớp tôi ra sân banh dưỡng ông thượng làm thực tập. Lần ấy ông rượt tôi chạy gần giáp nửa sân, ông thì chạy tay không, còn tôi lại không dám buông cây hoa tiêu sợ gãy mất đền. Rốt cuộc đua trăm thước bất ngờ, phần thắng về trẻ dưới 20, ông ngừng lại cười xòa bỏ cuộc. Nay nhớ lại thầy đã trăm tuổi, đứa dưới 20 nay cũng bạc đầu. Việt văn, ông Nguyễn Văn Mai như cũ. Ông bắt tôi đọc Kiều và Tuồng Hát Bội cho đến mãn giờ mà không giảng nghĩa. Dạy vẽ giáo sư Mai, người tốt bụng và dạy đúng phương pháp, mau phát. Tập viết chữ cho đẹp, écriture, ông Cao Đình Nam như mấy năm trước. Đốc học là ông Matthew, thêm dấu thành ra Mã Thiệu. Tổng giám thị là ông Victory, ông kim luôn chức quản lý xuất nạp, economer, nhưng ông liêm chính và thường bữa chăm nom thức ăn nước uống cho học trò. Đến đời ông, có trà nóng chứa nguyên thùng cho học sinh tha hồ giải khát. Ông được cử giữ hai chức vụ trên cho đến năm sau. Và khi ông về hưu, nhà triệu phú, nay là tỷ phú, Hội Bôn Hoa, tức là Hứa Bổn Quả hoặc Chú Quả, vốn có con cháu học với ông bên khu vực Pháp, nhớ đến tiền ân, bèn rước ông về giao cho làm tổng quản lý, coi sóc về phố xá thâu góp tiền phố, một đời sung mãn an nhàn. Rất xứng công thương người có lương tâm, tận tụy về nghề giáo, cương trực thanh liêm và mẫn cán. Một vật sử vật để cho thấy tôi hư đến bực nào và nói để bỏ qua cho. Những năm 1922-1923, ông làm tổng giám thị sách lưu và ông dọn chỗ ở trên lầu thượng ngay góc Công Lý và Trần Quý Cáp ngày nay. Giải thích, đường Công Lý ngày nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Trần Quý Cáp ngày nay là đường Võ Văn Tần. Hết giải thích. Một bữa nọ vào chiều trời nhá nhem, tôi lảng vảng một mình lại góc đó nơi dưới lầu để kiếm chút trà đỡ khát. Chỗ này có một cầu thang có lưới sắt ngăn lại ăn thông với nhà trù. Tôi đi tới đó, bỗng nghe tiếng guốc gỗ gõ đùng đùng trên nấc thang cây. Tôi đứng lại ngó ngoái lên thang. Trời đất ơi, tôi chết đứng chân bước không được. Một cái mông tròn trắng phếu đang từ từ xê dịch lên lầu, lồ lộ một đống thịt có chẻ một đường giữa, nõn nà nõn nụt. Lúc ấy tôi sững sờ, đứng chết chân quên khác. Thoạt cái mông trắng đi tới khúc quanh, quý bà Victory, ủa quên, cái mông trắng phếu dừng lại, sổ một tràng tiếng Tây. Tôi nghe thật lớn,
Dịch là bao nhiêu ấy chưa vừa sao? Tôi hoàng hồn quên việc đi uống nước, ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ, chạy một hơi về phòng tự tập. Thấy thầy Chính Trọc đang nhổ râu, tôi bước vào chỗ ngồi tỉnh tuồng như không có sự gì. Nhưng lúc ấy ai biết, sợ tôi sẽ thấy trống chiêng đánh gần bể ngực. Suốt một tuần rồi nửa tháng, rồi một tháng tròn tôi mới dám thở mạnh. Tôi tự lấy làm xấu hổ, sợ bị đuổi như triều ông Ogo lây nhơ đến cha mẹ. Nhưng thú thật, trai dậy mẩy, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy cái mặt sau của gái Tây Phương. Nó trắng làm sao là trắng. Khỏi nói từ đó tôi bỏ tật khát trà không phải lúc, và mãi về lâu tôi không dám bén mảng tới góc lầu này. Cũng may bà Victory không học lại với chồng. Quên nói, bữa ấy máy hư, bà xuống tắm lầu dưới, báo hại tôi du thiên thai cưỡng bách suýt bị đuổi. Các giáo sư năm đệ tam, niên khóa 1921-1922 gồm có Pháp Văn, ông Nguyễn Văn Duyên, có Brevet, Superior nhưng học lực rất cao. Ngày nay, chúng tôi sống sót còn nhớ công ơn dạy dỗ. Lúc đó không đứa nào dám hỗn đối với ông, trừ anh Nguyễn Văn Hóa, Tây Ninh, sau làm giáo sư ở Mỹ Tho, dám tụt tôi về với ông. Nhưng chúng tôi gọi quá khùng cũng không lạ. Ông Duyên có biệt tài, chỉ dạy cho chúng tôi những lỗi mà người Việt thường hay lầm dấp khi nói và viết tiếng và chữ Tây. Học với ông năm này kéo lại thì giờ đã mất với kiểu giáo sư nhắm mắt ra bộ mà không cho trò nhái lại. Sử địa, ông Sanman xưa có tú tài, nhưng khi trường hỏi xin bản sao lục góp vào hồ sơ, lão Đỗ Thừa đã chìm mất dưới biển trong cuộc đắm tàu vào buổi chiến tranh đã qua. Suốt một năm ròng rã, chúng tôi không học được một chữ nào với ông già chuyên môn ngậm kẹo Vanda này. Duy thường nghe ông hay nịnh phao tai dân Việt trắng hơn phao tai dân Chà, dân Bồn Bon, tức xứng đáng đứng gần ông hơn những người kia. Khoa học, ông Trương Văn Tuấn, tú tài khoa học ở Hà Nội về ông nói tiếng Pháp trôi chảy, thuộc gần trọn cuốn CNC của tác giả Bazin. Nhưng ông không dạy khoa thực hành, nên ngày nay chữ nghĩa trả lại thầy. Tôi không biết chút gì về môn khoa học. Thỉnh thoảng tôi còn gặp già tình sư nghĩa đệ chưa quên và há dám quên. Lúc dạy, ông thường mặc trọn bộ cơm lê bằng hàng tút so sang trọng, tay đeo chiếc nhẫn xoàn gần 10 ly chớp nhoáng. Toán pháp và kỹ hà học dẫn ông Bulia, giáo sư lão thành tận tụy với nghề nghiệp. Việt văn, ông Nguyễn Văn Mai không thay đổi. Vẻ vời, chị Doan rất đẹp, có chồng dạy toán lớp trên. Đứa nào chị thấy chăm chỉ học, chị thường khom lưng trên đầu để giải chấm phá. Rủi đầu học trò đụng chạm vào ngực chị không nói gì. Bởi thế chúng thường làm cho đụng để rồi giả bộ xin lỗi. Thân mật chúng tôi gọi chị là chị Giảng. Hiện nhà tôi còn giữ một bức chân dung của chị để làm kỷ niệm một bà thầy dị chủng nghĩa nặng khó quên. Dạy viết chữ cho khéo, Cao Đình Nam, tôi chưa biết dịch Eritua ra danh từ nào cho gọn. Năm đệ tứ niên khóa 1922-1923, đốc học Boon, thạc sĩ sử học, tổng giám thị. Cũng ông Victory y như năm rồi, rất được trọng dụng vì học trò mến phục và nhân viên kính vị, không ăn xới ăn bớ cơm học trò. Các giáo sư dạy năm chót của chúng tôi năm 1922-1923 gồm Pháp Văn, ban đầu Tullier, rồi Robin, Văn Chương Cử Nhân, thải đều có chân tài, rất hết lòng và dạy rất dễ hiểu và mau lĩnh hội. Sử địa, ông Bernard Brotter vẫn gọi bằng ông để tỏ lòng kính trọng. Ông vừa là thầy dạy học vừa là bạn. Mãi đến năm 1968, trước khi ông mất, chúng tôi thường thơ từ qua lại. Và năm 1963 tôi có ghé nhà nghỉ một đêm tại Lipsy, đốt đèn khuấy chị phụ dung thuốc rất ngon, gu Indian. Khoa học, ông Rancini vốn là anh của chủ nhà hàng Đại Lục Đường Tự Do, nghe như hiện dưỡng nhàn tại Nice bên Pháp Quốc. Giải thích, nhà hàng Đại Lục tại Đường Tự Do, nhà hàng Đại Lục tức là nhà hàng Continental, Đường Tự Do nay là đường Đồng Khởi. Hết giải thích. Toán pháp và kỹ hà học, ông Lê Văn Kim, giáo sư cử nhân gốc người Bến Tre, hiền và rất tốt với học trò, đứa nào cũng mến. Nhưng tôi không hiểu hết những gì ông dạy, lỗi tại tôi dở toán. Việt văn, Nguyễn Văn Mai, vẽ vời, bà Doan cũng là chị Giảng. Và hãy viết chữ cho khéo, Eric Tour, Cao Đình Nam. Đến giờ ông
chúng tôi tự do làm theo ý muốn, vì ông nói chúng tôi nào phải trẻ con mà dạy tập đồ. Các thầy gác phòng tự tập coi ăn coi ngủ Mai Điểu Chính, Đoàn Hưng Tường, Đào Văn Lân, Trần Văn Phận, Nguyễn Bá Tải, Xét So, Dumoulin, Đỗ Văn Ngô, quên tên vài ông. Thỉnh thoảng có ông Trần Văn Chiêu xuống dạy khoa đả tự, tức là đánh máy chữ. Cũng có khi ông gác lớp vài giờ. Ông Lê Đình Dực coi về Phát Măng Đa, đại diện lãnh tiền thế cho học trò. Và ông Mạnh quên họ, gọi lén là Trương Tắc Lâm. Danh từ này do các anh lớn để lại và tôi không hiểu gốc tích. Bà Đầm coi sóc y phục, tên Mong, có mấy chị phụ giúp. Thứ năm nào tới giờ phát áo quần mới, chúng tôi đều chen nhau gọi réo: "Chị lấy tôi, chị." Tiếng gọi tắt đã quen, thay vì nói: "Xin chị lấy giùm y phục cho tôi, quá dài." Và chị vẫn tươi cười, không thấy chê rầy đứa nào, vì đứa nào cũng trai tờ nheo nhẽo. Tùy phái chạy giấy đem thơ là thường. Cu Ly dọn dẹp khá nhiều, đều là gốc gác miền Trung, nhất là Thanh Nghệ, nên gọi chung là cọc cạch lửa. Phải chăng là vì họ lo về tắt đèn tắt quạt, sửa điện và dẫn nước cho học trò tắm? Ghét lớp nào các ông chợ cho sát sao phòng thì khóa nước, nên không dám chọc cho ghét. Anh gặp rằng có râu dài, tánh tình khó thương, được tặng là đề thám. Người chịu khó, sai gì cũng được, từ lấy đồ đi bỏ giặt đến mua một cặp lạp sườn, đem nước trà lên lầu, cại cơm cháy để học khuya. Về trễ anh mở cửa cho lên ngủ, không thưa gửi với thầy gác. Đó là anh Hai Tân. Nhớ lại thì ắt đã ra người thiên cổ, Giảng Tuế Hai Tân. Cho đến năm 1918, bãi trường lớn hai tháng vào tháng Chạp Tây, từ lễ Noel, từ năm 1919 về sau, bãi trường lớn vào tháng 7, lễ Chánh Chung 14 tháng 7. Cũng vì vậy mà các anh Nguyễn Văn Cán, Đại Ngãi, Phương, Cần Thơ, Châu, Bạc Liêu vô trường sách lưu năm 1918, học tắt có 6 tháng rồi khi nhập trường cho lên lớp đệ nhị. Năm 1919 khi chúng tôi vào trường học năm đệ nhất thì tên lớp đặt là Premier Annie, chia ra A dành cho nhóm có học bổng Bousier và lớp B dành cho bọn có đóng tiền Payons. Nhưng năm 1920 ông đốc Hugo nhường chỗ cho ông quan năm nhà binh là Colonel Limandu. Ông này là nhà toán học nên đổi lại gọi là The Same Annie X và Y. Ông ít tánh kỳ thị. Chính ông đưa sinh viên Nguyễn Văn Kiều, nha y sĩ Dr. Kiều, vào hội thể thao Pháp, là hội dành riêng cho tay chơi. Ông đóng tiền cho Kiều vợt tennis chung với bọn Pháp, vì Kiều có khiếu về môn này. Ông ăn ở tử tế như vậy, nhưng ông bị lão tổng giám thị Thomas xỏ mũi, rồi Thomas làm bậy. Học trò phản đối bỏ trường không học, xuống đường lần nhất ở Nam Kỳ vào năm 1920. Ông cùng bị đổi, để ông Setenat ở Mỹ Tho lên thay. Chừng ông này về hưu thì có ông Matthew lên làm giám đốc. Nhưng giám đốc lỗi lặng nhất là ông Buon, thạc sĩ sử học thế cho Mã Thiệu. Năm 1923 khi chúng tôi học lớp đệ tứ, ông này say mê về sử và thuộc hàng Tây tốt. Một hôm giáo sư dạy sử lớp tôi mất việc riêng không đến dạy, đốc học Buon xuống thay thế, hỏi chúng tôi học đến đoạn nào. Trả lời đoạn nói về cuộc cách mạng bên Pháp từ năm 1789, ông cười, xoa tay dạy cất hết giấy nết, căn dặn không cho ghi chép những gì ông nói ra. Đoạn suốt một giờ ròng rã, ông thao thao bất tuyệt, diễn giảng còn rành rọt hơn trong sách. Những chi tiết vặt vãnh luôn về năm tháng xảy ra, nghe mê như mật, rót vào tai. Đoạn ông xách nón bước ra cửa chào và kết luận: "Chúng em còn nhỏ, sau này nếu muốn độc lập thì phải tranh đấu cho đến kỳ cùng. Mặc cho chúng nó là bọn cai trị sẽ không bằng lòng, chứ nhà giáo có lương tâm như chúng tôi, vả lại tôi thuộc đảng xã hội, chúng tôi không có quyền che giấu sự thật và chỉ muốn có sự công bằng." Thật là một lời nói vàng ngọc và chí tình, đáng ghi vào phế phủ. Nhớ Hồ Văn Ngà. Hồ Văn Ngà có da ngâm đen, mặt xương mắt sáng, miệng rộng, có cái cười rất cởi mở. Nhà nghèo, Ngà rất chăm học, giờ chơi luôn luôn ở lại trong lớp, tay cầm cục phấn, học riêng không cần thầy. Ngà có khoa tay, viết được cả tay trái, và khi vẽ vòng tròn trên bảng, Ngà cầm phấn quay một vòng tròn còn hơn vẽ có công ba, tức cái quy. Tuy nghèo mà rất gan dạ, chuyện gì dầu trái như bỏ trường, cất nghĩa, Ngà nghe phải tay thì hưởng ứng ra theo bất chấp hậu quả. Thấy ông giáo sư Duyên chữ viết thật đẹp,
Ngà tập theo và chẳng bao lâu Ngà có tuồng chữ y như chữ của ông Duyên, không khác. Cho đến năm đệ tam, Ngà học ngang lớp với tôi. Tôi hơn Ngà môn thể dục và môn tập đọc nhạc phổ, nhưng chỉ hơn trong 2 năm đầu. Đến năm thứ 3, Ngà giật luôn quán quân 2 giải này, bỏ tôi xa lắc. Ngà thấy tôi yếu về khoa học và toán, Ngà cố tình chỉ bảo mọi cách, nhưng tôi vẫn hoàn tôi. Nhớ lại năm 1921, vô học năm đệ nhị mà không sao học yên thân. Lão Thomas cho ăn cực quá, nuốt không vô. Thêm nữa, lão thâu nạp học trò trường Nguyễn Xích Hồng, dâng hối lộ cho lão, rồi lão nhận bừa cho vô học cùng chúng tôi. Phát, Thiệt, Cung, mấy anh này rất tốt, nhưng sức kém quá không theo kịp. Thầy phải mất nhiều thì giờ, mà chúng tôi lại thiệt thòi hơn thầy nhiều. Thêm có nhiều lý do khác khiến cho chúng tôi nhóm học trò khu bản xứ, từ đệ tứ đến đệ nhất, đồng lòng thừa dịp chiều thứ năm thầy dắt ra dạo chơi ngoài phố, rồi bỏ luôn không trở về trường. Phản đối tổng giám thị Thomas bất công nhiều nổi. Ngày sau là ngày thứ 6, định kéo lên thống đốc nạp đơn kêu nài, nhưng lính đến giải tán. Một nhóm không hưởng ứng ở lại học, chúng tôi gọi mấy thằng lát, mãi về sau ra đời rồi cũng còn giận và ít giao thiệp. Nhưng cuộc làm reo bãi học này lần hồi đưa vào thất bại. Chúng tôi không dự bị, vấn đề ăn và cho ở làm cho luống cuống. Đêm đầu có tiền đi xem cine, rồi ăn mì thế cơm. Ngủ thì chen nhau nằm sắp nằm chồng sắp lớp trong một phòng trọ tối tăm. Mấy hôm sau cạn tiền phải sống bằng viện trợ, đúng hơn là bố thí của mấy thầy hãng tư. Kẻ 10 đồng, người hảo tâm hơn cả là 50 đồng. Làm sao đủ cho hơn 200 đứa nheo nhóc, phần đói phần được thơ của cha mẹ tuân lời đốc học, khuyên răng làm mất hết tinh thần. Chưa được một tuần lễ, tôi tiếp được một thơ bảo đảm của ba tôi từ Sóc Trăng gửi lên. Trong ấy có kèm một bưu phiếu 10 đồng bạc, phải vô trường nhờ thầy giật trên văn phòng lãnh hộ mới xong. Lúc ấy tôi chỉ ăn một ổ bánh mì 4 xu trừ cơm mỗi ngày, và đã 2 hôm như vậy nên xót ruột quá. Về chỗ trọ thì nhờ anh Trần Quang Diện đưa về ở trên đường Bạc B, nay là Lý Trần Quán, ngủ bừa dưới gạch. Vừa rồi có dịp đi ngang qua đây, thấy cái tháp hòa thượng ngay sát bên lộ đã bị san bằng, lòng khiến bồi hồi, nhớ lại 50 năm trôi qua mau quá. Hôm vô trình diện để lãnh tiền, tôi mục kích một cảnh đáng thương tâm và cũng đáng để kể lại đây. Hôm đó, tại văn phòng, tôi thấy Ngà bị lệnh nghiêm thân từ Tân An bắt trói hai tay dẫn trở vô trường ra mắt đốc học Limandu. Giữa ông Tây Quan Năm nhà binh và một ông già cổ học Đông Phương, có ông giáo dực đứng làm thông ngôn. Ngà hai tay bị trói bằng dây luộc đứng sát chết. Tôi với một bộ đồ bà ba nhục nhục cả tuần chưa thay đứng bên Ngà, vô tình trở nên một nhân chứng bất đắc dĩ. Con của ông, Limandu nói, đã không nghe lời chỉ bảo nhờ ngỗ nghịch bỏ trường ra theo bọn mất dạy. Ông là cha, lỗi ấy về ông. Thưa quan đốc học, thân phụ của Ngà nói, quan đốc nói như vậy, tôi là dân quê dốt nát, xin đỡ lời. Ngà lúc còn ở nhà tôi rất ngoan, tôi nói gì Ngà nghe nấy. Lúc ấy tử bất giao phụ chi qua, quan đốc trách là phải. Nhưng lúc đó Ngà biết nghe lời cha mẹ. Chỉ từ khi lên đây ăn học ở trong trường và được quan đốc dạy dỗ, từ ấy Ngà trở nên ngỗ nghịch, hễ giáo bất nghiêm sư chi dọa. Thưa quan đốc, vậy lỗi ấy về ai? Ông Limandu nghe ông giáo giật dịch xong, lật đật đứng dậy xin lỗi, bắt tay ông già nhà quê bà rằng, con ông học rất giỏi, đứng đầu trong lớp, tôi không nỡ đuổi mấy đứa như vậy. Lời ông nói rất chí lý, nay ông hãy bảo Ngà vô học lại. Nhưng Ngà khoanh tay cung kính đáp bằng tiếng Pháp, thưa ông đốc, tôi không thể vô học một mình. Nếu ông ép tôi cũng nhảy rào trở ra. Chừng nào ông tha tội tất cả anh em chúng tôi thì tôi mới chịu vâng lời. Ngà mất học bổng. Các anh kia tôi nhớ Tự lớp đệ tam cầm đầu và Sử cầm thơ bị đuổi. Chúng tôi trở vô tiếp tục học. Cuộc xuống đường tan như bọt xà bông. Ông Limandu, ông Dực, hai cha con Ngà đều ra người thiên cổ. Chỉ còn tôi ghi lại lời này, cũng không còn nhân chứng nào khác. Vài năm sau khi từ giả sách lưu, có một lần tôi gặp Ngà trước quán sách An Bẹt Phọt Ten, nhà Xuân Thu đường Tự Do ngày nay. Ngà cho tôi hay sắp sang Pháp học thêm. Tôi khen Ngà tốt số, Ngà đáp, đi với tiền bên vợ mà sướng cái gì mày. Câu này nơi trước tôi có kể rồi.
sang Pháp học trường cao học về kỹ nghệ và mỹ thuật. Một dịp Tết, Nga gửi cho tôi một danh thiếp dọn dẹn có mấy hàng này. Hồ Văn Nhà, SMNX. Tôi gặp Hồ Hữu Tường lấy ra hỏi, Tường cũng không hiểu bốn chữ kính ấy nghĩa là gì. Khi hay tin Nga bị đuổi, kỹ sư Lưu Văn Lan nói, uổng quá, tôi có học trường ấy, nhưng tôi không làm major, tức là đứng đầu trong lớp. Suốt 3 năm như Nga, làm major khi ra trường tương lai lớn lắm, uổng quá, uổng quá. Tôi gặp Nga lần chót tại Sóc Trăng. Nga làm chánh văn phòng cho ông Nguyễn Văn Sâm, chức là khâm sai của Đức Bảo Đại, kế nghe đảo chánh, rồi nghe Nga bị bắt dẫn đi xuống miệt Cà Mau, dọc đường bị thủ tiêu, sau năm 1945-1946 gì đó. Nhớ Trần Văn Thạch. Anh Trần Văn Thạch là học sinh ngoại trú, nên chỗ giao thiệp không mặn mòi với chúng tôi là học sinh nội trú, từng nuốt mấy trăm hộp dịch dầm nước mắm và nhai bít tết của lão xích cu lại ròng rã những tháng dài. Trần Văn Thạch là học trò xuất sắc trường Phú Lâm. Khi vào năm đệ nhất sách lưu thì dốc nhỏ, người nhỏ con hơn hết bên băng A, cũng như chú Từ Văn Thiệt, sau này tốt nghiệp hãng Renault, kỹ sư đào tạo bên Pháp chính cống mà qua bên này vô hãng Renault Sài Gòn. Tay nó xếp dưới hàng giám đốc, vẫn không có bằng kỹ sư, nhưng là tay thứ Thiệt nên dành làm chủ. Thiệt khi vô trường từ Cái Bè lần học chung một lớp với anh là Từ Văn Chẩn, vẫn chiếm giải nhất, bé con nhất bên ban B. Trần Văn Thạch cần thị từ nhỏ, vô lớp với hai gò má no tròn, mặt rất trẻ trung, bé chót, nhưng đã làm bộ nghiêm trang đạo mạo với nhẫn kính gọng sắt, si kền, y một kiểu giới giám quốc Pháp, có hình vẽ trong tiểu tự điển Petit Larousse là ông Adolphe Thiers. Thạch bề ngoài có vẻ phách, khinh người, nhưng bên trong là một bạn tốt như bánh mì Tây không có pha bột gạo. Duy Thạch kén người để giao thiệp, và suốt mấy năm học chung trường sách lưu, Thạch chỉ thích cặp kè với ông giáo sư dạy pháp văn của lớp là ông Paul Baudet. Có tiếng là dạy giỏi nhưng rất nghiêm nên chúng tôi rất sợ. Ông Baudet cũng khác hơn người, làm giáo sư mà ít giao thiệp với các giáo sư khác. Dưới mắt tôi lúc ấy hai người đeo như Sam là Paul Baudet và Trần Văn Thạch. Cứ mỗi sáng đến giờ vô lớp là thấy hai người lù lù từ cổng vô sân, từ sân vô hành lang, chờ giờ vô lớp học là hai người cặp kè, một giáo sư già Tây, một sinh viên trẻ ta, khắng khít không rời và trăm cùng nhau tiếng Tây không ngớt. Ông Bồ Đề thấy Thạch có khiếu nên thương, còn Thạch lợi dụng tình thầy trò để học tiếng Pháp. Chúng tôi không hiểu ất giáp gì, đứng ngoài xét cạn, đã ban cho Thạch là con lão Bồ Đề. Mấy lần thân thiện chúng tôi trách Thạch quá ham nói tiếng Tây. Thạch cự lại rằng, tụi bay ngu lắm, vô đây học chữ Tây tiếng Tây thì phải năng viết, nhất là năng nói thì mới học giỏi được chứ. Còn nói rằng ham nói tiếng Tây sẽ bớt thương nước thì sau này sẽ biết. Có đứa ác ý thấy Thạch giống ông giáo dục trên nhâm hồng, vì cũng lé và mập tròn, chắc da chắc thịt như nhau, thì đặt tên bừa là con lão dục. Nhưng chỉ nói lén chớ Thạch hay được, ắt đánh bể đầu. Thạch có biếu tôi một cuốn mỏng Manon Lescaut của Abbé Prévost, và tủ sách tôi có chứa một cuốn mỏng khác là Francais Correct của Thạch soạn khi làm giáo sư trường tư tại Sài Gòn, chứa đựng bao nhiêu sở đắc về văn phạm Pháp mà Thạch đã thâu thập được từ nhỏ, tuy mỏng mà đáng lượng vàng. Từ ngày ra trường tôi không gặp Thạch, vắng tin nhau mấy năm dài. Thạch sang Pháp du học ngày nào tôi không hay, Thạch nhiễm tư tưởng mới hồi nào tôi không rõ. Một hôm tôi gặp Thạch trên xe buýt đường đi Bà Chiểu. Lúc này Thạch là hội viên hội đồng thành phố, còn tôi thì giúp việc trên dinh phó soái năm kỳ. Tôi xê lại gần và bắt tay chào Thạch. Thạch cười lé xè, bộ mày không sợ mất chức hay sao mà dám bắt tay tao? Tôi thản nhiên đáp lại, có mấy đứa làm nghị viên, làm chính trị, rồi mày sợ bắt tay một thằng thư ký mà nhơ tay mày. Chứ tao, tao không sợ gì hết. Đứa nào làm chính trị thì làm, đứa nào kiếm cơm thì cái gì kiếm cơm. Bạn học năm xưa gặp nhau bắt tay chào mà cũng sợ nữa sao? Hai đứa cùng cười. Nào ngờ hôm ấy rồi không bao giờ gặp nhau lại nữa. Trong hàng anh em, Nga giỏi đủ môn, Tân hàm phục, và tôi giỏi pháp văn. Duy có Thạch thấu đáo được văn phạm Pháp và có tánh can chánh xây dựng, dám nói dám làm. Tiếc thay trời không cho sống để thi thố tài nghệ, nhưng bao nhiêu kia cũng đủ.
mạng ấy yểu mà danh ấy thọ. Nhớ Phan Văn Hùng. Phan Văn Hùng đã được nói nhiều do nhiều cây viết có uy tín ghi lại. Ở đây tôi chỉ muốn nêu ra vài cử chỉ đầy nghĩa khí của anh. Tôi biết Hùng lối năm 1920-1921, khi anh học trường cao đẳng tạo tác Hà Nội về. Tôi gặp Hùng lần đầu tiên tại nhà bà Phán Mẫn, là mẹ nuôi của anh Nguyễn Tích Thiện, cô của bác sĩ Nguyễn Văn Sang. Nhắc đến hai vị ân nhân này mà bùi ngùi vô cùng cảm xúc. Nếu nội nhà tôi đều nhờ anh Sang mát tay trị đủ thứ bệnh và bất luận giờ giấc nào, thì riêng tôi lại thọ ơn dày bác Phán từ thỏ còn mài đũng quần tại trường tỉnh, cho mãi đến sau mỗi khi bãi trường ở sách lưu về, vẫn ăn trực thường thường tại nhà bác Phán, nhắc mà không thẹn lỗ miệng ngày nay. Bác trai mất từ lâu, nhưng bác gái một lòng thủ tiết và mỗi ngày đều cúng bác trai hai bữa cơm y như lúc sanh tiền. Anh Hùng năm đó theo anh Tích Thiện về Sóc Trăng, tuy quê anh ở Bún, Bình Dương, đừng lầm với chợ Bưng ở Mỹ Tho là chỗ ngày nay hai bên đánh nhau rầm rầm, ông trời can cũng không nổi. Nguyễn Tích Thiện học trường cao đẳng sư phạm, năm ấy thi ra trường bị Tây ghét cứng đầu nên cho rớt. Hùng nghĩa hiệp chịu bỏ dở nửa chừng việc học, theo Thiện về tổ chức với nhiều tay, Hùng vốn dựng nên một giải trường khá đồ sộ, lấy tên là Tích Thiện Học Đường. Dưới bảng hiệu chua thêm một hàng chữ Ký Túc Học Xá, mà lúc ấy tôi chưa hiểu nghĩa là gì. Công việc làm ăn đang phát, Thiện đâm ra chơi bời, mê một cô me Tây mà quên hết sự nghiệp, nhất là không nghe lời trực gián của Hùng. Uất quá, Hùng xin trở ra Hà Nội, năm sau học lại, rồi qua Pháp học lại Đại học Sorbonne thành tài, và đó là việc khác. Nhân lại nhà bác Phán tôi gặp Hùng và trò chuyện đôi ba lần, đâm ra thích và kết làm bạn tâm đầu. Hùng hơn tôi rất xa vì đã biết sẵn chữ Hán. Hùng có chỉ cho tôi học thêm, nhưng mãn kỳ bãi trường, hai tôi chia tay và không thấy nhau luôn cho đến ngày Hùng bị chết oan sau này. Dưới mắt tôi, Hùng là một người học nhiều, viết nhiều nhưng tiết kiệm từ lời nói. Đúng là một học giả có chân tài, học ngoài có vẻ cục mịch như anh lái gỗ đất thủ, thủ dòng một. Bề trong thật là một viên ngọc đáng giá, nhưng không bao qua lẻo mép như thằng này. Chớ chi lúc đó tôi biết được như hôm nay, xin thọ giáo với Hùng thì đã khỏi thiên bất đáo địa bất chí như tôi bây giờ. Những gì tôi nói nôm na như trường ăn cơm trong để dịch chữ Internat, thì Hùng đổi lại là ký túc xá. Chính chữ Surveillant General tôi dịch thầy gác chánh, Hùng cười sửa lại tổng giám thị. Nội bao nhiêu ấy đủ thấy chơn và giả khác nhau thế nào. Sống làm chi như kẻ hèn này. Bởi vậy bây giờ tôi nghe ai gọi tôi là học giả, tôi nhớ đến Hùng và xin cải chánh. Chữ giả này là không thiệt, xin đừng hiểu học giả là người có học. Quả tôi không xứng đáng. Hùng da ngăm ngăm đen, mặt thịt, mình mẩy rắn chắc. Tôi hỏi anh Trần Quang Viên trước học cùng trường ngoài Hà Nội. Viên cười nói, nó có nghề, bộ tịch dạng dở đúng là Beton Army, về đâu là chết yểu. Như vậy mà còn có kẻ không tin con người có số mạng. Nhớ Nguyễn An Ninh. Tôi làm quen với ông Ninh nhờ mua báo Pháp Văn đối lập chống chính phủ đương thời, gọi là La Cloche Pelée, cái chuông rè. Do ông một mình vừa chủ trương vừa viết báo và vừa bổn thân đứng bán khắp Sài Gòn. Mình mặc áo dài trắng, đi xe đạp, tay ôm mớ nhật trình, miệng rao lanh lẹ và chạy bán từ số từ tờ cho mấy ông mấy thầy, bất chấp cách lườm ngó đầy ác ý và tiếng nặng tiếng nhẹ của một nhóm thực dân. Từ thằng biện chà gác đường đến thằng cọt ngồi nhà hàng uống rượu khai vị, xưng mình là người cai trị da trắng mà sức học chưa có tới mảnh certifica. Lúc ấy Sài Gòn hãnh diện với những nhà hàng sau đây địch thể với các nhà hàng bán rượu và cơm Pháp như Continental, Đại Lục, gần nhà hát Tây, Rotonde, Viên Đình, vì góc tròn ở chỗ nhà Denis Fair, đường Tự Do, góc mé sông, và nhà hàng Phan Crazy nơi góc Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiếp. Ba nhà hàng đối thủ với các nhà Pháp thổ đó là Quảng Thạp, góc chợ mới đường Lê Thánh Tôn, chỗ ngân hàng Pháp ngày nay. Đầu bếp là tay ngự thiện cũ của lão thống soái hách nhất thời Cô Nhắc. Nhà này chuyên môn bán chim mỏi nhát roti và mỗi sáng bán điểm tâm với giá 2 cắt bạc, một tô cà phê đen lớn sộn, một khúc bánh mì to tướng còn bơ lạc ướp lạnh, tha hồ muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt. Nhà thứ hai là nhà hàng Hiệu Hiệu ở chợ cũ đường Công Lý, chỗ lai vãng của các mại thương mái chính, nấu ăn được được nhưng không ngon, và sạch bằng nhà thứ ba, danh gọi là
gian gian ở đường Pasteur, chợ cũ, bán cơm tây rẻ tiền mà ngon lạ ngon lùng, bít tế sạc tơ răng, tám cắt dĩa nguyên, bốn cắt nửa đĩa, cục thịt mềm và thơm, khoai chiên bơ phồng lớn và tròn, bùi không chỗ nói. Ngày nay vô chợ lớn cho một tỉ bít tết như vậy tốn bạc ngàn mà không ngon bằng phân nửa chầu xưa. Nguyễn An Ninh ưa đứng bán báo nơi góc Tự Do và Gia Long và đón giờ ra sở 5 giờ. Thì thế nào mấy thầy trẻ Dinh Thượng Thơ cũng mua ủng hộ vài ba chục số. Nhưng mỗi luận vào khoảng tháng 2 tháng 3 Tây năm 1926, cứ mỗi thứ hai và thứ năm lối 7-8 giờ tối, không sót ngày nào. Ai muốn gặp Ninh cứ lại trước nhà hàng Gian Gian thì gặp, không trật bữa nào. Tôi thường lại đây dùng bữa, vì đây là nơi hội ngộ của đám gái nửa sạc Lucy Bando. Vì đầu có thẹo nơi trán, có mười tóc đỏ, Tư Giái, Sáu Ngọc Anh. Bọn này khi hết tiền thì đeo theo bọn cờ bạc. Khi có xu sọc sạch trong túi thì nhả bọn cờ bạc bám chúng tôi rút rỉa đồng lương đầu tháng và xương tủy trai tơ. Trước khi giá mặt chị em, tôi thường mua một tờ chuông rè để lấy le. Nhưng ông Ninh sau khi bán cho tôi đều đều lại lầm tưởng cho tôi đúng là nhà ái quốc có gan, không nữa cũng một tay cừ nào đó có sẵn trên đầu. Một đôi khi sau khi nhận của tôi một cắt bạc tiền mua báo, ông sang chồng báo qua tay trái và chia tay mặt bắt tay tôi niềm nở như hai người bạn tương tri cách mặt lâu ngày. Có mấy lần tôi thẳng thắn kéo tay mời ông vô dùng cơm Gian Gian, dụng ý là mình dám đồng tịch đồng sàng cùng nhà cách mạng, nhưng ông lắc đầu lia lịa, sổ một dọc tiếng Tây cảm ơn không ngớt và tỏ vẻ cảm động thật tình. Nói cho đúng lúc ấy, ai ai đều ngán ông Ninh và không dám giao thiệp công khai vì sợ liên lụy không nhỏ. Riêng tôi là nghĩ lại, lúc bây giờ ông Ninh chưa ai biết là nhà ái quốc dám hy sinh tánh mạng như ngày nay đã rõ. Lúc đó ông là người ai cũng e dè không dám lại gần, trừ những người cùng một chủ nghĩa với ông. Việc tha, Le Jean de la Petite, Phô Mạc Xê, vân vân. Còn tôi vẫn phục ông thật tình. Lại nữa tôi còn nhỏ dại, thâm ý ngông cuồng là muốn ngồi cùng bàn, bắt quá lính kính sên. Ông Rosen hay được sẽ buông tôi ra đổi tôi đi chỗ khác thì khỏi làm việc nơi trường máy, cho nên tôi mới dạng làm vậy. Có gờ đâu kế tôi bất thành. Và cho đến năm 1928, nhờ mấy ông Tây tôi dạy tiếng Việt, vận động lắm tôi mới lách lời ông Rosen thẳng cánh bay về tòa bố Sa Đéc được. Theo tôi nhớ, ông Ninh người chắc da chắc thịt, đậm thấp đều nhưng không đáng gọi là lùn. Ông có bề ngang, mặt đỏ hồng vì có dư sức khỏe, tóc đen nháy và thật nhiều. Ông lăn xê mết để tóc dài xù xụ khỏi óc, và thanh niên đời đó đứa nào có ít nhiều tâm sự như tôi đều bắt chước gọi kiểu philosophe à la mode de Nguyễn An Ninh. Cái kiểu hippie như bây giờ đâu phải là mới mẻ. Cặp mắt của ông sáng có sao, đôi lông mày thật rậm, khi ông nhíu lại trong người oai phong đầy nghị lực. Thế mà ông hiền như cục bột, miệng luôn tươi cười tha thứ và ăn nói rất có duyên. Một con nhà nề nếp nho phong mà tập ăn uống kham khổ không đề hà. Trong khám Ninh thường nhín lại miếng khoai lang mò trong tô canh để rồi cũng la sấm la xét đi xẹt như ai ở ngoài tù. Vài khi còn tự do viết báo, món ăn thích nhất của Ninh vì rẻ tiền no bụng là món hộp vịt lợm úp mề cặp với rau răm chấm muối tiêu chêm la ve cho thêm ấm bụng. Ninh ban đầu là một người yêu chân lý, ý toan đổi đá giá trời, thành thật muốn cho tay thực dân nghe theo lời ông mà nới tay biết đối xử với người bị trị làm sao cho phải đạo, cho đúng Rousseau, Voltaire đã viết và ông đã đọc. Ninh là người hết sức thiệt thà, tin nơi lẽ phải và tin cho ai ai cũng đều tốt bụng như ông. Chớ chi tay biết nghe lời và thầy chú không tàn ác thì Ninh đâu trở nên người bạo động. Xứ Sóc Trăng tuy quê mùa nhưng rất có duyên nợ với khách anh hùng cỡ Hùng, Sâm, Ninh. Có một lần Ninh đi dạm vợ tỉnh Sóc. Chị này đang học trường Bà Phước sở tại, có tiếng là nơi kính cổng cao tường. Ninh vào trường để thăm vị hôn thê mà bà Phước không có lệ cho con trai tơ thâm nhập chỗ dạy chỗ con gái. Thế là Ninh phải giả làm phụ nữ, mặc áo choàng dài, khăn esaper là cái mốt thịnh hành thời ấy. Bà Phước thấy làm sao được mớ tóc philosophe nên cho vào. Nếu cái tin này không phải chuyện quan đàn, và nếu tôi đây là trạng sư, tôi sẽ cãi cho Ninh, con người ham vui cợt đời dường ấy, đâu phải là con người làm cách mạng. Chuyện không quan đàn, và tôi cám cam đoan đúng 100% là Ninh cưới hỏi chị nữ sinh trường bà này thực sự. Chị này nay còn sống. Ban sơ hai người ăn ở với nhau rất đầm thắm, duyên thật bén duyên. Nhưng khi ông bắt tay làm chánh trị
ông Lậm và Si Mê đến tơ duyên đổ vỡ, cơm không lành canh không ngọt. Nên có lời nói này đủ thấy chí tình. Em giao việc ly dị cho luật sư, bao nhiêu lỗi anh xin gánh hết, để em làm lại cuộc đời và để cho anh rảnh tay lo việc này cái đã. Cơ khổ, tại sao quá hà tiện lời nói và không nói rõ việc này? Ấy là việc quốc gia đại sự, nếu nói rành muốn đuổi tay về xứ thì người đàn bà trẻ non lòng, chị Tư OP đâu có chia tay, âu cũng là số kiếp hay là hết duyên hết nợ. Khi dừng chân tại tỉnh Sóc Trăng, Ninh là người hết sức yêu đời, cười nói quyên thuyên, ưa giễu ưa chọc cười. Ninh lúc đó đâu phải là dành cho nệm đá xi măng lạnh lẽo, cơm tù hết khám lớn đến Côn Sơn, kết cuộc chết trong ngục tối. Nhưng chết trên nệm êm để sao dội đục xương, đâu có bằng chết bó chiếu mà danh lưu thiên cổ. Mối duyên bất thành kia dường như khởi đầu tại Chiêu Nam Lầu, chợ cũ, nơi mà mẹ của chị nữ sinh trường Bà Phước ghé chọn để gặp người cô của Ninh là chủ của khách sạn này. Nay ông Ninh đã nằm yên ngoài Côn Đảo, tiếng nghe dữ nhưng êm tĩnh hơn đất Sài Gòn. Cái mộ lý tưởng của nhà cách mạng này theo tôi là nên nằm nơi sân cỏ gốc Gia Long Công Lý, cạnh khám lớn Sài Gòn xưa. Cái thư viện quốc gia theo tôi nên đặt tên là Thư viện Nguyễn An Ninh mới là chí lý. Lúc chánh phủ trước sai phá khám lớn, tôi có xin ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục can thiệp xin chừa lại cái hồ nước chỗ Ninh, Hùm đến uống và tắm giặt. Phải chi nghe tôi thì thư viện có một di tích quý kế bên, nay chỗ đó bỏ không. Mà lúc ấy tôi bị quở, tại sao ham gánh bàn độc mướn. Bên Pháp cũng không sát số gì hơn, có cái cổ thành ngục Bastille đem phá quách thành bình địa trong cơn nóng giận. Chỉ thấy đó là một ngục tối chứ không phải là một cổ tích, để lại cho người sau biết và xem cảnh áp bức của chế độ quân chủ phong kiến chẳng là hữu ích hơn. Lại thêm có món tiền thâu vô cửa cũng bộn, biết khôn thì sự đã rồi. Ngày nay Ninh, Hùm, Ngà, Thạch, Sanh, Thâu, Tạo, vân vân đều có tên ghi vào lịch sử. Xưa tạc tượng đồng bia đá, nay lấy tên đặt cho đường, cho công viên. Thiếu chi người lúc sống đứng trên đầu trên cổ người ta, nhưng mãi lo làm giàu, dơ vét của công, hoặc cầm được quyền rồi quá lộng hành, khi mất địa vị, mất thanh danh, chết làm phân bón còn chưa xứng đáng. Đã sanh làm người phải biết chọn đường đi, ở vào địa vị nào cũng nên biết phân biệt cái thơm, cái thúi. Hết tập 4, còn tiếp.